Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình tiếp tục chia sẻ các bạn cắt mấy cái bài mai khôi mà trồng rồi đó bạn. Mấy nay mình có quay clip bạn xem là mình mới cắt mấy cây nè. Cái cây này thì các bạn thấy là rất độc đáo luôn bạn ha. Những cái cây như thế này thì các bạn thấy là không có luôn á, ngoài thị trường nghĩ không có luôn. Cây này mình uống từ nhỏ bạn, cốt bự lên xong uống cái tay cạnh xuống còn cái hàng khủng. Cây này đối với mình là cây khủng các bạn, nó là nhỏ xíu thôi nhưng mà không thể có cây thứ hai đúng không ạ. Nhưng mà trong vườn của mình thì có cây cây thứ này thì nó tầm khoảng khoảng chục cây gì à. Nhưng mà nó cũng được co giống gì nhưng mà nó không được đẹp chút gì bạn. Đấy, chút nó lục đó các ta, do là mình uống các bạn. Để mình nói với các bạn xem á, là khi mà mình uống cái tay cành này nè thì nó sẽ bị liệt, nó chậm lớn mà nó không được giót thế này đâu. Mà thấy cái cành này rất nó giót từ trong bự bự đi ra nhỏ, đặc biệt cái cốt ngọn của nó vẫn giót luôn hả. Thì bạn thấy là cây này nó hợp lý đó, cái tay cành mà nó quái lạ như thế này thực sự thì không kiếm ra được các bạn đó. Cái này là ý tưởng ngay từ cây con mình uống ra, có những cây mà nó bạn thấy không. Đây mình qua mình cắt những cây này, không quay cho các bạn xem đó, những cây này nó nè độc lạ thế này ha. Thì còn một số cây nhỏ rất là nhiều các bạn. Cây nhỏ thì các bạn thấy là vô cái bầu này nè, đó, nằm ở dưới cây nào cũng có củ đế quá lạ cho nó ha, nhiều lắm. Thì các bạn cũng nói hoài là làm sao mà đăng clip bán, thì nay mai mình sẽ bán các bạn, nay mai sẽ đăng clip bán mà tại vì nó nhiều quá. Giờ mình đăng các bạn thấy là hôm qua giờ mình làm bên kia cũng đây một đám nó khủng luôn. Cây này nhỏ nó cũng cỡ từ 300-400 đó các bạn, thấy gì nó nhiều lắm. Thì các bạn thấy không, bộ quái nè nè đó nè các bạn thấy không. Tới mà vô chậu không còn trụ, những cái chậu mà hình chữ nhật các bạn hết rồi, giờ bắt buộc phải vô trong này chờ đợi sau này nó lên. Bữa hổm là đi mua là không còn một cái lô chậu đó, mấy trăm cái đấy hết các bạn. Thành ra là các bạn thấy cây nó lạ dữ lắm mà. Để tí nữa mình lựa mấy cây này ra mình cắt cho bạn xem cho nó đã. Đây nè, để chút một chút mấy cây này, 1, 2 cây nhỏ 3 nữa nè, đây nó là 4 ha, 5 rồi làm cho mấy bạn. Để mình khiêng mấy cây này ra mình cắt cho bạn xem nè. Thì các bạn nào muốn giao lưu á mà nhiều cây đi, chục cây 5-7 cây gì đó, các bạn gọi cho mình, mình nhắn cái địa chỉ vườn cho rồi qua đây mình lựa cho nó đã mà bán lựa luôn ha. À, lên sam nữa các bạn, sam bữa nay nở bông quá trời luôn đó. Anh em đang làm đằng kia để bây giờ nè, ở bên bay khiêng cho tao mấy cây này ra chung vô, khiêng mấy cây quỷ quái ra cắt cho anh em xem chơi. hai thằng đi mẫn, hai thằng đi. Cái này các bạn thấy mình cắt, cái này mới cắt y như con gì luôn á. Thì để vô cái chậu này là để tạm thời các bạn nuôi cho nó kìa. Mấy cây lúc trong kia kìa, mình không ấy, mình vinh cái vụ ở đây đi, khiêng lại chỗ trống ở đi cho nó trống trống dễ làm thôi. Vinh vụ ở đây làm luôn nè các bạn thấy không, cây còn cây đẹp nhiều quá trời luôn không. mấy cây đó, khiến đi, khiến mấy cây đó ra, làm cho anh em xem chơi cho nó đã. Thằng Trung nó bưng được luôn các bạn. Nè các bạn thấy cây nhỏ nhỏ như cây quái không à. Đây nè, đây nè, cục đó các bạn thấy, khủng khiếp không? Nhỏ chứ nó già nha các bạn, cây này là tuổi của nó là cũng 5 tuổi, năm nay là 6 năm rồi đó, 6 tuổi đó bạn. Chứ nó nhỏ chứ không phải là nó yếu đâu, nó non luôn nè. Thằng này quý quái đó nè, bạn thấy nó nằm hồi đó con khủng đó, thằng khủng các bạn ha. Cái này nữa mình lên mâm, sau này mình sẽ làm những cây mà nó quýt này
mình phải uống cái ta cành nó ra nữa kìa. Các bạn xem nó mới đã nghe, thấy cái này đang nuôi nè, nuôi quýnh cành rớt. Linh Sam này nở bông quá trời các bạn, Linh Sam cúc lớn này cũng nhiều đó bạn. Các bạn nào muốn giao lưu cái lô Linh Sam cúc lớn này thì được như có mấy chục cây thôi bạn, không có thời gian làm. Các bạn thấy là nó nãy lên lùm lùm rồi, quá trời luôn rồi. Đó các bạn, nếu mà có muốn giao lưu cây quýt mà với lại muốn giao lưu số lượng lớn á thì các bạn nên gọi cho mình chỉ cái đường đi, mình sẽ cho các bạn tới vườn đó. Chứ còn mà nếu mà những cái cây đẹp á mà giá trị nó cao thì các bạn nhìn qua cái phim ảnh thì nó không ngon đâu ha. Mình có thể mình đi tới vườn mua cây quýt các bạn. Vườn cái này thì cây quýt rất là nhiều, tại vì các bạn biết là hàng ngàn cây mà khủng nó còn nằm trong cái lâu này các bạn biết. Cục làm chịch định dưới đây mà. Thân nó quá chỗ này rồi. Bây giờ đấy mình che cái dù lên cái mình cắt các bạn xem chơi cho vui ha. Đây đầu tiên cái này trước đây. Ủa mà che đó sao tao mát được cái dù lưu động rồi, nó phải nghiên cứu nữa mà. Đúng rồi, dù nó phải ở hướng mặt trời chứ. Rồi mát lại luôn mà kéo gió luôn nha. Đó các bạn thấy mình sướng không, mình làm mình phải có chỗ mát nữa mà. Nói vui các bạn thôi, anh em đây làm thì chung nhau làm các bạn, không phân biệt ha. Đó đây, trời đất ơi cái này mình không biết đường sao tả luôn á. Đó các bạn thấy không, để mình cắt sơ một nhánh to cái kéo thôi nha. Mẫn hãy kéo đây. Đó các bạn thấy không, thấy này cho trống trống rồi các bạn xem lại cái này. Cái này đây để mình cắt một nhánh này ra thôi cho bạn xem ha. Đó mai này là mai dảo hả, bồng quá trời luôn. Thì đặc biệt cái số mai của mình thì hồi xưa là trồng hạt mai dảo, thành ra là bông nó cũng tương đối được, tương đối trở lên tới đẹp các bạn. Thành ra mình quyết định là mình không có ghép, mà có ghép đi nữa thì cũng ghép cái loại bông cái giống mới mà bữa mình nói đó, siêu bông Sài Gòn đó các bạn. Đó thì để nay mai mình có cái giống chuẩn mình ghép, còn không là mình để riêng các bạn ha. Thì đa số là bông đẹp thành ra mình để riêng cho các bạn, mình để riêng mình uống luôn các bạn. Rồi thì bây giờ các bạn thấy cái cây này nè, đó cái cây độc đáo không. Thì các bạn thấy cái phong cách uống cây á thì mình đã uống từ cây con các bạn, nó mới ra những cây như thế này. Đặc biệt á thì nguyên một cái đám này mình uống rất là nhiều, một tay mình uống các bạn. Nhưng mà lúc các bạn có xem cái vườn mai của mình có quay cho các bạn xem đó, thì các bạn biết là lúc mình uống xong cái gió bão nó thổi đó, nó thổi nó sẽ nó bung chành tới bữa nó không còn giống nhau nữa, thành ra còn một số cây thôi các bạn. Thì các bạn thấy khi mà mình uống cái cây cái dáng này á, cái cây nó rất là khó sống các bạn, đặc biệt là khi mà cái cây nó phải đủ chiều dài mà dài nữa. Hồi lúc trước nó lên dài giống gì nữa bạn, giống như này mình mới vô dây mình uống mình lắc. Thì các bạn để ý cái cây này á lắc rất là nhiều con, cái co dưới này á thì mình đã lắc ngay từ đầu rồi. Các bạn có xem cái có thể lục lại như cái video mà mình trồng cây từ cây con á, mình uống con đầu tiên nằm trong bầu xong lắc trở ra các bạn, đó là lắc lên xong lắc trở lại đây xong lắc xuống. Nhưng mà mỗi cái lắc thì các bạn thấy để mình xoay tròn các bạn mới thấy được đó là nó có 3D các bạn ha, nó lắc không có theo một cái chiều gọi là cái lò xo đâu. Đó bạn để ha, đó lắc qua lắc lại rồi lắc lên lắc xuống các bạn, nó nằm trong những cái co thì các bạn thấy nè. Đó như vậy thì mới ra được cái cây mà nó quái lạ như thế này, không bị rập khuôn các bạn, bởi những cái co mà lắc nó không đồng đều và những cái co lắc lên xuống qua lại đủ thứ chiều ở trong đây, gọi là 3D đó bạn, 3D 4D gì luôn đó. Thì các bạn mới thấy mới có được cái cây lạ như thế này. Ồ, thôi bây giờ bắt đầu mình cắt các bạn. Thì cái cây này á là một cây bay dạng hồi đầu mà quái các bạn. Thì các bạn thấy là khi mà cái cây này nè, cái phần gốc chính nó ở đây, nó ngã về bên trái, các bạn thấy không? Đánh về bên trái xong rồi đánh về bên phải, thì tức là vẫn gọi nó là hồi đầu các bạn. Hồi đầu thì nó tầm tới đây thì nó vô cái phần gốc nó rồi,
tức là ngã qua đi quanh trở lại là gọi hồi đầu. Nhưng cái này thì mình không không thể gọi hồi đầu nữa mà quái luôn các bạn. Hồi đầu mà nó còn quái nữa, nó bay ngược lại lên đây. Vậy thì cây này mình cho bay về đây luôn. Thì các bạn thấy là chỗ đây nè, nếu mình cho bay ở đây là vẫn ok đó bạn, vẫn được ha. Bây giờ để mình cắt ra, có thể mình cho nó bay từ đây lên đây thì những cái chòm này nè mình có thể mình dựng đỉnh và mình lợp luôn các bạn ha. Ở đây đặc biệt nó có một cái nhánh này nè, hay nè đó, nhánh này mình có thể làm đỉnh đồng thời làm cành lợp qua đây đúng không bạn đó. Còn cái nhánh này á thì nó ngay cái tầm nhìn của mình rồi, nhưng các bạn thấy là nó hơi ne về đằng sau. Nhưng với cái điều kiện của mình ở đây á thì mình phải cho cái cành này đi về đằng đây thì nó mới hay. Vậy thì tí nữa mình cắt cho nó sát vô, sau khi nó đâm ra đó thì mình lắc lại các bạn, lắc lại đây luôn. Thì sau khi mình lắc đó thì mình lắc cái co này nè, làm sao mà cho nó đi ra mà nó đi xuống vậy nữa bạn, và nó lắc lên vậy nó đỡ cản cái tầm nhìn của mình đi đó. Cái co này thì đặc biệt mình phải lắc sao cho khéo mà, còn nếu mà mình cắt luôn thì vẫn được. Thì các bạn thấy khi mình cắt luôn thì nó hơi trống, sau này mình cần phải nhiều nhánh chứ đem mình lợp xuống thì nó mới đẹp đúng không. Thành ra thôi giữ cái này luôn, giữ cái này lại thì mình cắt sát để sau này mình lắc cho nó thật khéo, hoặc lắc dưới đây nữa các bạn, hoặc là bỏ trên đây luôn vẫn được nữa. Mình lắc ở dưới này thì cái cây mình có thể cái cảm giác nó đi xuống nè, nó đi xuống nghe nên tú cái này nó quạnh lên thì mình nhìn nó đỡ chướng mắt hơn rồi ha. Tiếp theo thì cái cành bên đây các bạn thấy lúc mình cắt dư nè đó, mình chia sẻ với bạn là cắt phải dư vậy đó ha. Đặc biệt cái cành ở đây là cành lớn, cành lớn của nó mà mình cắt ngang ở trong đây thì rất là nguy hiểm nè. Mình chia sẻ với bạn hoài đó, cái này là mình đã kinh nghiệm rất là nhiều nha bạn. Khi mà ở đây là mình cắt xuống đây là nó có thể nó tụt vô trong thân này nè, thành ra cái này là sợ nhất. Cái nhỏ nhỏ này là không sao nữa bạn, nhưng mà cái lớn này rất nguy hiểm ha, đặc biệt là gần cái phần gốc nữa. Thành ra là nên cắt dài qua. Thì bây giờ nó đã có nhánh ở đây rồi, bây giờ đó là mình chỉ cần cắt sát đây thôi, mình dùng cái nhánh này để mình uống tạo tán đây ha. Rồi cắt vô đó, sau khi mình phân tích sơ cho bạn hiểu thì giờ cho chung nó cắt đi đó. Thì các bạn thấy đặc biệt trong vườn này thì cây mình làm ra các bạn, mình uống ra từ mà lúc nhỏ cho đến lớn, thành ra có rất là nhiều cái cây nó quái lạ theo cái phong cách của mình các bạn biết rồi đó. Từ những năm mà thập niên mà 90 đó bạn, thập niên 90 là mình đã trồng cây rồi, mình đã chơi cây từ lúc đó rồi. Thành ra đặc biệt là mình thích những cây quái lạ nó đã lâu rồi bạn đó. Bây giờ đó là các bạn thấy sau khi mình cắt ra đó thì cái chỗ đây nè, cái chỗ đây nữa bạn, cái con này nó xuống, nó rớt xuống đây lên đây thì nó cũng vừa rồi, mà đưa ra đây thì nó dài quá phải không đó. Bây giờ mình có thể mình cắt ngắn vẫn được, hoặc để dài đây vẫn đẹp luôn các bạn, bởi vì cây này nó rất là quái. Sau đó là mình cái tàn á ăn thôi mình uống thôi, chứ bây giờ trước mắt á thì ví dụ mình rút vô đây vẫn được nè. Thì ví dụ như bây giờ mình đăng cái clip này lên, các bạn nhìn thấy bạn nói ủa sao không rút vô cho ngắn thì nó vừa khổ. Thực ra đó thì cũng không cần thiết các bạn, cây của mình giờ nó đã có những cái nu nặng đây rồi ha. Ví dụ như cần cắt đây là trong, bây giờ mình lạng cái này, cái mặt cắt này bên đây trước đi, đây mình qua tới đây luôn đi để nuôi mầm này với mầm này ha. Từ bên đây nè đó, dứt vào đây là một cái đi, dứt vào trước đi đó, không cần lấy trên cao này đâu, ngay phía dưới đi đó, dứt qua luôn, do là cái đó nó cao quá bạn nó cao quá nữa, mình ra cái tay cành mà phong đó lượng xuống dưới nó không có được khéo lắm, thành ra mình cắt xuống. Thì do là hôm qua mình có đăng cái clip mình nói là mình bỏ hết năm đó bạn, thật ra đó thì nếu mà các bạn có cây phôi thì không cần thiết phải bỏ năm thế này, do là mình không có cái thời gian làm các bạn đó. Cái cây, cái cành này nè, các bạn thấy cái cành này nó xấu nè, đây chỉ có cái cành này xấu nè, thấy nó ốm một đoạn này không, nó không có nù như thế này đó, thành ra nó không được đẹp lắm. Nếu mà nó nù một cục ở đây thì mình đưa nó xuống đây thì nó đẹp nè các bạn ha đó. Thành ra bây giờ sao, chỗ đây hơi xấu xíu, mà cái cây này thì lại là cây đẹp rồi, mà nếu mình để nó thì các bạn, mình để nó thì tương lai sau này nó sẽ không đẹp. Thì chi bằng bây giờ mình cắt xuống đây, lên nó có cái mầm nè đây, thì nữa mình có thể mình rút cái mầm này á, mình quánh tán ra đây các bạn, chứ không, mình không cần lợp lên nữa. Thì cái chiều cao của nó trong đây nè,
nó vẫn còn còn dư sức để làm, mà thằng này cho nó thục chứ đi. À, cắt cái này bỏ đi chung, rồi cắt bỏ luôn, mình lấy cái nu mắt ngủ ha. Đó thì các bạn nếu mà có phôi thì cũng cần thiết phải làm một năm thế này đâu. Nếu mà một năm rồi đó thì mình có thể là mình làm được cái cây đẹp rồi đó, mà do là mình không có thời gian mình mới bỏ vậy. Thì bây giờ cái cành này các bạn, mình có thể mình lấy cái mầm này, mầm này mình uống ra rồi, mầm này thì mình đưa nó lên xong rồi mình phá tán ở trên đây, tức là dừng ngọn đó các bạn, thì mình mới cho cái cành này bay ra, cành này dừng ngọn rồi cắt cái đây nè chung, lấy kéo cắt cho nó sát sát này đi, mình lấy cái dao mà lạng cánh dễ ấy cưa lạng dễ đó. Hai mầm đó đó, chủ yếu hai mầm đó đó ha, mầm này với mầm này cho nó lạng cái này đi, đúng rồi nè đó, mình lạng cái chóp này đi, rồi mình xử mình dùng hang đó, đó cắt cái này cho nó đó. Thì mình đã bỏ lỡ một năm rồi các bạn. Ừ, cái đó giữ mầm luôn chung ơi, giữ hai cái mầm này luôn đi, nữa mình lấy công của nó. Ừ, cắt đi, do mình đã bỏ một năm rồi thì sau một năm thì mình có cái gì các bạn, mình có được cái cây chuẩn các bạn đó. Để mà mình ra những cái tay cành này nè, là cái cây của mình nó chuẩn luôn, không có bị hư các bạn đó. Những cái chỗ này là những cái điểm mà nó đã có nhánh sẵn rồi đó. Cái lúc đầu tiên nếu mình cắt thì nó nguy hiểm, không biết nó nằm đâu, nó không biết nó lên đâu, cái cây nó nguy hiểm lắm bạn. Trừ khi mà cái gốc của mình mạnh này nè, nó là đã có cái rễ rồi đó, thì là các bạn là cắt vô tư đó. Bây giờ mình cắt xong rồi mình gọt cái mặt cắt cho nó láng lại ha. Cái mình dùng cái keo mình tha lên các bạn ha, thì cái cây của mình nó bảo đảm. Tiếp theo thì mình làm thêm cây nữa các bạn xem ha. Chung với thằng mẫn làm cắt quá trời cắt chủ chừng các bạn. Thì các bạn thấy là không có vô phân, mai bây giờ là nó đang xuống lá, mình làm nó mới ngon các bạn. Em kiếm cái cây nhánh có bông à, bông rồi ha, lá hay lá dảo các bạn ha. Đó mới thì nó trồng cả năm trời lâu, chứ hang nó cắt 30 giây hai mày lùa cái một không nó nuôi một năm trời đó bạn. Thằng Quắc á là bắt nó xịt thuốc tối ngày, dưỡng cái lá mai cho cuộc năm trời, đưa cho mình đẩy hết trơn lũi dưỡng cái lá, và nói chung nó dưỡng một năm trời đó bạn. Lá đẹp lắm đúng không nè, ô cái bông bông đẹp hết trơn. Thật ra bây giờ nó đang già thế này mà mình cắt cái làm nó ngon lắm ạ. À, những cây nào mà hư mình hôm qua mình nói bạn đó, cây nào bèo bèo hư rồi cho mà đi luôn, nhiều quá bạn không có thể cứu cây cái gì hết. Chứ hôm qua mình thấy cái có tin nhắn mà anh em nói là cây hư cho đi, chứ thực ra thì phải mấy tháng trước bạn, nói chung nó cho đi hết trơn nhổ nó đốt luôn bạn ơi. À, tính ra cũng phí, đúng ra thì những cái cây đó thì mình chịu khó mình cứu vẫn sống đó, tại vì các bạn biết rồi đó, nó số lượng quá lớn, thành ra phải có cây thế này thế kia đó, chứ không phải cây nào cũng tốt các bạn. Bạn thường trồng mai bạn mới biết ha. Bây giờ rồi bây giờ tiếp tục mình làm cái cây này các bạn. Thì cái cây này á, cái cây này là một cái cây khó các bạn. À, các bạn thấy là không có cái đường nào để mà mình cắt giật nó cho các bạn thấy không. Đây mình lý giải các bạn ha, nếu mình lấy mặt tiền ở đây thì thường mình chia sẻ bạn cái mặt tiền á, thì lúc nào cũng những cái cành này mình không xài bạn, đặc biệt cành thấp, cành này cao thì cũng có xài được đi, cành này thấp nhất thì mình phải cắt bỏ rồi. Đó nó là giống như cái phần thân thôi, mình không nên để nhánh. Nếu mà có để nhánh thì để bên đây các bạn thì ok, để mình tạo cái phong kính. Nhưng mà các bạn thấy nè, nếu mình cắt nhánh này đi mà mình chừa lại nhánh phong đây, nó nhỏ thôi, nhỏ, cành đầu tiên lại nhỏ hơn cành thứ hai, cành nhỏ so với ngọn quá nhiều, mà thấy là cây này nó bị lỗi đó. Mà bây giờ các bạn thấy á, nếu mà mình cắt giật cái phần ngọn nó đi để mình lắc cái phần ngọn hồi về đó, các bạn thấy là từ đây lên có những con lắc, rồi tới đây là mình thấy đẹp chưa, đẹp. Khi mình cắt ở đây nè, để mình quay cho bạn xem thì cái mặt tiền bên đó đó bạn,
Nếu mình cắt ở đây mình phải cắt dốc từ đây xuống đây. Thì bạn thấy là cái này là cắt cắt phần thân chính mà còn lại phần nhánh. Thì nếu mà thường mà mình cắt phần thân chính thì nó phải vừa nhỏ thôi, nó tầm khoảng ví dụ thân thân chính lớn dưới đây lên dốc là cỡ này thì ok. Nó bằng tầm tầm nửa nửa của cái phần thân chính thì ok bạn. Đằng đằng đây thì bạn thấy là nó lớn bằng cái thân chính luôn. Mà giữ lại là giữ lại phần nhánh mà. Thì các bạn biết là cái này là chính mà giữ lại cái này phát triển rất là chậm mà. Thì đặc biệt phần thân chính mà cắt ngang thì thường là bị tụt xuống đó, thành ra cái cây này không thể cắt được, các bạn thấy không, cái cây này rất là khó ha, cây này là cây khó nha bạn. Nếu mà mình không biết mình cắt tầm bậy thì có thể nó hư cái phần thân đây. Nếu mà mình lắc đây các bạn thấy là đủ bay nữa các bạn, đủ bay lắc ở đây thì mình cắt ở đây thì nó hợp lý để mình lắc cái này lên, các bạn thấy không, mình lắc này lên lắc lên thì hồi đầu lại thì rất là hay luôn các bạn. Cành này bay đi đó, bỏ phần thân dưới này đi, bỏ nhánh dưới này đi đó, thì cái cây bay của mình rất là đẹp hợp lý ha, còn thấy không. Nếu mà loại khác thì mình nên cắt cây linh sam hay là cái gì đó dễ mai chiếu thủy gì đó các bạn thì mình có thể cắt được, còn đối với cây mai vàng á, thì cây này không cắt cắt được các bạn đó. Thành ra mình muốn chia sẻ với các bạn là cái cách cắt khôi đồng thời là những kinh nghiệm cắt khôi của mình đặc biệt đối với cây mai. Vậy thì á, cái cây này các bạn thấy là cái phát triển của nó rất là mạnh ở chỗ này. Cây này nếu mình cắt lặng hoàng phần trên thì nó sẽ phát triển đây thôi, nó không nó hư phần thân chính các bạn đó. Thành ra đặc biệt là phải chừa nó và chừa nó ở phần trên đỉnh của nó các bạn, có nghĩa là nó đang dẫn ngựa lên trên đây, nó đang phát triển cái phần ngọn của nó đó. Mình làm đứt phần ngọn đi là rất nguy hiểm bạn biết rồi nè, lớn cái này ở đây nó có một cành đó. Thành ra đặc biệt đối với cây này mình sẽ không cắt các bạn, mình sẽ không cắt, mình sẽ giữ lại hết toàn bộ kể cả phần nhánh dưới nhánh trên. Đây, nhánh dưới này luôn, nhánh trên này luôn. Thì mình để là hết. Do là nó bị lỗi như vậy là mình không dám cắt các bạn, cắt nó hư cây. Mình chia sẻ bạn hoài, nếu mình cắt thì phải cắt ra cho cái cây đẹp. Và một thứ hai nữa là phải sống sau này tốt nữa bạn. Chứ nếu mà mình cắt ra mà cái cây của mình nó không được đẹp theo cái ban đầu, rồi là nó không được đó là chắc chắn mà nó sống mạnh thì không nên cắt. Mà nếu mà không nên cắt á, thì cây này sao bạn, rất là khó làm. Cây này á thì mình dự định là mình để nguyên, mình sẽ uống cái tán thiên nhiên các bạn. Cái tán thiên nhiên thì mình cũng đã từng làm cho bạn xem nhiều rồi đó. Thiên nhiên có nghĩa là nó muốn mọc đâu nó mọc, mình không có cần thiết phải là ở chỗ nào điểm nào theo cái phong cách chơi kiểng của mình các bạn, mà mình theo nó. Ví dụ đây nó có nhánh thì mình cũng uống đây, đây có nhánh uống đây, đây có uống đây. Rồi đặc biệt là cái này mình sẽ bỏ cái này sát vô để mình tạo tán các bạn. Còn cái phần trống này á, phần trống này chủ yếu sau này mình dùng cái phần ngọn này để mình lắp xuống khoảng trống này. Cái này là cái mình tạo thôi, còn lại những cái rinh của nó thì mình tạo ra những cái tán đó mà. Cái tán cao thấp mà giống như ở ngoài thiên nhiên mà cây nó mọc tự nhiên đó. Nó mọc chỗ đây mọc chỗ đây đây, nhưng mà chủ yếu mình làm sao mà cho nó thông thoáng các bạn đó. Vậy thì giờ chắc cắt cái chung, bây giờ mình cắt cái này khác ha, này khác giữ lại nhánh này, cái này khác luôn, bên đây khác luôn hết đó, toàn bộ là mày giữ lại cái chỉ nhánh này thôi, xí nó tao vô cái công gia tao uống cái nhánh này lã qua đây đó. Thì mình nói thêm ở chỗ này nè các bạn, cái nhánh này nè chắc tiếc là nó thiếu nhánh nè, nó là một cái thân cành giữa các bạn. Các bạn biết cây mai mà nếu mà mình muốn có nhánh thì mình phải cắt nó đâm lại, như chẳng hạn như cái nhánh này đó, nhánh này làm chung rồi đó, nó cũng cắt như đây, cắt phần ngọn nó đi giống bên đây nè bạn, thì nó đâm cái phần nhánh xương ngang nó mới có nhánh như thế này các bạn. Cái này mình chia sẻ thêm cái ý nhỏ cho bạn là cái này cái là cái mà cái kinh nghiệm rất là hay đó bạn ha. Nếu mà mình muốn có nhánh để mình uống thì mình nên cắt ngang, cắt ngang á thì mình cắt như thế này các bạn, cắt ngang phải cắt giữ lại cái nhánh này thì mình mới có được nha bạn. Nếu mà các bạn cắt ngang đây nó sẽ đâm lên nó vượt y như vậy nữa. Mình muốn có nhánh ngang đẹp thì khi mà cái cây mình đang phát triển á thì mình cắt ngang đây mình giữ cái này, thì sau khi thằng này nó đâm ra nó sẽ có nhánh ngang giống vậy đó. Đặc biệt nếu mà mình muốn làm cây đẹp phải cần có nhánh này mình uống ra cây đẹp với bạn, còn cái này uống là thua. Thành ra rất tiếc là cây này nó có cái nhánh này đẹp, nhưng mà các bạn biết là cây mai á rất khó uống các bạn. Mình lắc cái nhánh như về đây nè, nói chung á là cái nhánh này mình vô ghê mình rất rất dẫn được các bạn, với cái tài khéo léo thì mình có thể mình lắc được cái nhánh này qua đây, nhưng với điều kiện là lắc qua rồi á nó không phát triển các bạn, nó phát triển rất là chậm. Thành ra thôi thay vì đó mình làm mới luôn mà mình có thể dùng cái nhánh chính của nó để mình uống sơ lại, mình chỉ cần lắc sơ cho nó nằm ở đây thôi, sau này mình nuôi nó, sau này mình cắt giật ha.
Đó là mình chia sẻ những cái kinh nghiệm cho bạn, rồi bây giờ mình cắt xác luôn đi chung. Đó, khác luôn mình, tại vì bây giờ mình làm lại mới đó bạn, chứ mình không có giữ mấy cái nhánh cũ để mình làm. Đó. Đó, tại vì á nếu mà mình à, cái đây chung. Nếu mà mình làm một năm đó bạn. Mình làm một năm từ đây đến Tết thì mình làm cái nhánh mới này nè. Đặc biệt là nhánh mới lại thì nó vẫn là đẹp các bạn, nó vẫn đẹp so với mình làm một cái bộ nhánh cũ. Nhánh cũ thì khi mình uống vô thì mình thấy nó ok, nó được. Nhưng mà một năm theo á chưa chắc nó đã ok, nó đã đẹp bằng cái nhánh mới mình làm lại bạn. Thì đây cái cây này mình cắt chùi nó ra đây, cái này cắt luôn hả chung, cắt luôn là mình lọc mấy cái này luôn cho nó sạch sẽ đi ha. Rồi các bạn sau này một năm sau mình sẽ cho bạn xem lại cái đám mai mà mình cắt chùi thế này nè, để tí nữa mình cũng kiếm một hai cây mình uống, mà mình uống giữ vô tán để các bạn so sánh này cuối năm thử rồi cái cây nó làm sao. Đó, sau khi mình cắt ra thì các bạn thấy cái cây này nó không có như cái ý muốn mình được các bạn. Thường thì mình cắt thôi các bạn biết đó, mình lóc bỏ những cái cành nhánh nó đi, nhưng mà đặc biệt cái cây này mình để nguyên nhé các bạn, cây này để nguyên để mình làm cái tán thiên nhiên đó cho bạn xem, chứ nó đã lỗi rồi bạn, mình không phải cắt ha. Nãy mà thấy nếu mặt tiền mà bên đây thì không lấy được các bạn, thấy xấu nè, mặt tiền bên đây thì đúng nè đó, nhưng mà lại có hai cái cành mà lớn mà nó chổi về cái phần nhìn của mình thì các bạn thấy là nó không được đẹp đó. Vậy thì cắt không được các bạn, thành ra mình để luôn ha. Đặc biệt cái cây này thì mình dùng cái cây mà lỗi như thế này để mình chia sẻ cái cách mà làm cây cho các bạn đó, để các bạn có thể có được kinh nghiệm làm cây ha. Rồi mình cạp cái này đi chung, cái này nó giữ luôn đi, mình cạp cho nó sạch sẽ này thôi, nên này thôi đó. Chủ yếu mình làm tán thiên nhiên thì mình không cần thiết phải làm theo cái gò bó theo cái kia đâu, cái sơ thôi, chút nữa tao uống nhánh đó. Đó bạn, thằng chúng nó đang đục kìa. Bây giờ mình tiếp theo mình làm cái này các bạn, cái này là một cái khó nữa nè. Thì hôm nay mình chủ yếu mình chọn những cây mà nó lạ mà nó khó để mình quay mình chia sẻ các bạn cái kinh nghiệm của mình ha. Thì các bạn có thể nghiên cứu rồi mình có thể mình làm những cây của mình, đặc biệt là những bạn mà mới bắt đầu tập chơi các bạn, mới tập tành thì mình làm những cái video này để chia sẻ cái kinh nghiệm của mình đó. Các bạn thấy cái cây này á, nó là một cây chực nha các bạn, đây nè, nó là một cây chực cành nhánh đều luôn, nhưng ở đây nó lại nó có một cái tay cành quái nè. Các bạn thấy cái tay cành này đó là ngày xưa mình đã uống nó đó. Mình uống nó mà rốt cuộc cái tay cành uống này nó không phát triển nữa, các bạn thấy không, nó bị lỗi nè đó. Sau đó nó đã phát triển những cái cành, cành ngang của nó phát triển mạnh quá, nó ép cái thằng chính này luôn đó, mà thấy không, ép thằng chính còn một xíu nè. Thành ra cái này nó hơi nhỏ xíu so với phần thân, thì nó càng nhỏ so với phần thân này thì nó lại nó tạo ra những cái quái các bạn đó. Thì mục đích của mình muốn lấy lại á cái cành này, thì bạn thấy là nữa mình lấy mặt tiền ở đây ha, nguyên cái bệ này đi vòng đây lắc vô lắc trở ra thì nó có một nhánh. Thì bây giờ cái nhánh này nè, tạm thời mình lấy một nhánh thôi, mình cắt bỏ cái cục này đi, nói chung cho nó lấy nó lạng cục này. Đồng thời cái cành nhánh dưới này bạn, mình lấy một chi nữa, mình cũng vót này ra để mình lấy một chi đây. Tiếp theo này lấy trên đây một chi nữa bạn, nhưng mà cái chi này các bạn thấy nó đi ra ngoài quá, nó không được đẹp lắm. Bây giờ mình cắt ở đây các bạn, mình cắt ngắn xuống đây để sau khi nó đâm thì mình có thể mình uống cái tán ở đây. Như vậy thì mình được cái cây như thế này, đây nè các bạn, một đây ha, củ đấy xong lắc qua lắc qua lắc này lên đây xong rồi đi xuống các bạn. Thì bây giờ trên cái phần cành rớt này xuống đó, thì nó có một cái đỉnh này, mình để đỉnh nó luôn. Thì bây giờ mình cắt ngắn cái này các bạn ha. Đó, vậy thì cái cành này á mình cắt bỏ cái hai cành nó muốn bằng nhau các bạn, mình cắt bỏ một cành, mình lấy cành này đi. Thì cành này mình cắt mình giữ lại cành nhỏ này ha, đó cắt dùng cho phạm ở trong đó, giữ này tí nữa mình dùng cái dây do mình uống luôn các bạn, mình uống nhánh này xuống đó là cho nó đủ cái tán rớt luôn. Rồi tiếp theo là mình lấy cái cưa mà cắt từ giữ cái này lại là chung, cắt xéo qua đây ha. Rồi ở bên đây á, ở bên đây á thì mình có thể mình giữ cái nhánh này đi, cái nhánh này rồi cắt ngoài ra đi đó, phải móc ra để mình uống này được không. Bây giờ trước mắt cắt cái này ra cho chống ra đi, cái này giữ lại đi để chút có thể uống được không. Mình khác quá, hở miếng
đó các bạn thấy là cái cây mà nó chụp ha, đây là cái chụp lắc quá, nhưng mà nó có cái cành quái rớt xuống thế này thì mình phá nó luôn đó, để tạo ra một cây lạ luôn bạn. Thay vì bây giờ mình cắt thành cái chụp, cắt ở đây là nó ra cái chụp đúng không, như nãy ha. Nhưng mình không chơi vậy, mình chơi lạ. Đây cái chỗ đây thì mình chừa lại một cành thôi nha, chừa cành lớn này rồi cắt cái này ăn luôn chung. Cắt nó khéo giữ nhánh nó lại nha, đừng có đưa sát quá, đưa hở hở quá, thà cho nó hở đi mà đục vô cái đừng có sát đó. Đó bạn thấy là ngon lành cành đào này nha. Đây để mình dùng vậy mình lắc nó ra. Còn cái phần trên này các bạn, bây giờ tạm thời mình cắt ra đây đi, giật cái này đoạn đi ha. Đó, lại trên này là mình không có, mình không có thể để dài được các bạn, mình uống nhặt thì nó mới đẹp ha, uống càng càng ngắn thì càng đẹp các bạn. Đó, để chung nó đục với lại nó vô cùng dây lắc cái này luôn. Các bạn thấy sau khi mà mình cắt rồi đó thì uống nó ra cái cây như thế này nữa các bạn. Nhưng mà các bạn thấy là khi mình uống ra đó thì nó sẽ bị nứt cái cây này, do là cái cây nó lớn quá nè các bạn thấy không. Mà nếu mà mình uống không nứt cái này đó thì không đẹp được các bạn. Đó, nó khổ nổi vậy đó. Mà cái cây này là mình uống như thế này cũng chưa có được đẹp nữa các bạn. Ở đây mình đòi hỏi là mình phải lắc một nhịp, nó giống như nhịp này nè các bạn, lắc một nhịp ngắn xuống đây. Xuống tới đây mình mới phóng ra thì nó nằm ở chặng này thì nó còn hay hơn. Nhưng mà bây giờ chủ yếu là mình vô cọng dây mình lắc cho bạn xem á, là do là mình cắt trụ lũi này là vậy đó bạn. Nếu mà mình lắc như thế này nè thì mình để một năm sau nó không bao giờ đẹp bạn, so với cái mầm mới mà mình lắc ngặt này nó càng đẹp hơn. Thứ hai nữa đó là cái sự phát triển khi mà mình lắc là cái, nó đã bị nhóm nè. Cái này mình lấy mình lấy cái bọc ni lông mình quấn lại thì ok, nó quấn liền bạn. Đó, nhưng mà cái cành này nó sẽ sau này nó sẽ phát triển không có đã đó. Thay vì mình cắt trụ luôn bạn ha, thì bây giờ đây để mình này là mình vô cọng dây mình lắc thử cho bạn xem thôi, tại sao mình phải cắt trụ lũi không uống là vậy các bạn. Thì đó, bây giờ là mình cho bạn xem là mấy bạn hiểu ha. Bây giờ mình cắt đó, khi mà mình vô dây các bạn thấy là mình vô rất là kỹ rồi, nhưng mà lắc nó vẫn bị nứt nè bạn ha. Nhưng mà nói chung thì vẫn xài được, nhưng mà thôi không cần thiết như vậy đó bạn, mình cắt hết rồi thì bây giờ mình cắt luôn ha. Cắt ngay đây để mình lấy cái mầm mới đây nè các bạn, đây nó có cái mầm mới đó, thì mình uống lại thì nó sẽ đẹp hơn ha. Đấy các bạn, cắt luôn. À da, một tay cắt không đứt này. Đó, rồi tháo con dây này ra luôn đi chung ha, làm tốn cộng dây nữa. Đó các bạn thấy không, thay vì mình cắt chuỗi đi cái mình uống lại thì nó mới theo ý mình. Và một thứ hai nữa đó là không bị cây nó không bị hư các bạn. Các bạn thấy là nếu mà cái cành nhánh của mình mà muốn uống đó thì đầu tiên á, nếu mà mình mà để bự uống á thì mình phải cắt giật một vài lần đó, thì lúc đó cái cành nhánh của mình nó có cành xương mà nó dót lên gì đó các bạn, thì nó nhỏ lại thì mình uống rất là dễ. Thì đa số thường là mình làm là mình đã cắt giật sẵn rồi, nó có cái bộ tán là đúng theo cái ý của mình rồi mà nó nhỏ nó thì mình vô dây mình uống cho bạn xem, thường là vậy. Còn ít khi nào mình uống cái cành cái cây lớn, cây lớn thì mình chỉ có uống tròn pha mấy cây đó bạn, cây quái mà nó cái tàn lớn đó thì nói chung là vẫn được đó chứ không phải không đó. Thì mình cũng đã từng làm chia sẻ với bạn nhiều rồi, nhưng mà hôm nay đặc biệt cái đám mai này là đám mai làm từ đầu của bạn, nó nhiều lắm à, mình không thể mình làm gùa một cái cây chơi thì nó khác, còn này là mình bắt buộc mình phải làm mới lại các bạn. Đó, tình hình nó là vậy. Thì cây này sau này mặt tiền nó sẽ nằm đây nè các bạn ha. Đó, hoặc mình lấy qua tới đây cũng được nữa, thì do là sau này mình có thể mình lắc nhánh đó, nó sẽ đẹp cái cây thôi ha. Rồi là một cây nữa, tức là mình dừng cái video các bạn ơi, nhiều rồi, nãy giờ mình quay cũng dài rồi, cây thì còn nhiều lắm. Thì nay mai mình có thời gian rảnh thì mình làm tiếp cho bạn xem nữa ha. Thì để mình quay lại cho bạn xem ba cái cây mà mình đã cắt rồi bạn ha, rất là quái lạ luôn. Nay mai mình sẽ uống cho bạn xem sao. Một cây đó, một cây tán thiên nhiên, nguyên cây quái này nữa. Đó, cây này có thể hai mặt tiền nha các bạn, mặt nào cũng đẹp hết trơn á ha. Đó, cây rất là lực luôn các bạn ha, phóng ra rất là lực luôn. Một hai thằng này thì quái các bạn. Ủa, đặc biệt là cành phong cách quái của mình nè ha.
đó, còn rơi rớt gì đó với cây bay mà tán thiên nhiên các bạn ha, là tổng cộng 3 cây rồi. Để ngày mai nữa mình là cây đậu quán chung, ngày mai mình sẽ uống, mình còn mấy cái cây mà để lấy lại nguyên cái tán rồi mình uống cho bạn xem luôn ha, để sau một năm là cái cây mình uống tán với lại cái cây mà mình cắt chuỗi uống ra, để mình đem mình so sánh coi như thế nào cho các bạn xem ha. Rồi bây giờ mình dừng cái video tại đây, mình xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của mình ha. Rồi mình xin chào và hẹn những cái video tiếp theo.